Ngành nghề nào cũng có tỷ lệ thất nghiệp rất cao, nhưng đối với ngành chế biến món ăn thì nguy cơ thất nghiệp lại rất ít. Vậy ngành kỹ thuật chế biến món ăn là gì và theo học ở đâu là hợp lý nhất? Mời các bạn hãy tìm hiểu sâu hơn về ngành nghề này nhé. Kỹ thuật chế biến món ăn là ngành kỹ thuật chế biến món ăn tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống như chuẩn bị nguyên liệu, chế biến nước dùng, nước sốt, canh và các món ăn. Bên cạnh đó, bạn phải bày biện món ăn sao cho thật đẹp và bắt mắt trước khi mang lên bàn cho khách, lên thực đơn, quản lý nguyên liệu chế biến, quản lý lao động và quản lý tài sản, v.v. Sau khi tốt nghiệp, người học có kỹ năng nghề nghiệp trong việc chế biến các món ăn tại các khách sạn, nhà hàng và các cơ sở kinh doanh ăn uống. Người được học qua trường lớp sẽ có khả năng làm việc độc lập, tổ chức làm việc theo nhóm và biết ứng dụng kỹ thuật công nghệ làm việc ở mức độ cao nhất, có sức khỏe, có đạo đức và tính kỷ luật cao. Về kiến thức, các bạn sẽ được trang bị kiến thức về chuyên môn, kinh doanh ăn uống, tổ chức, chế biến các món ăn tại khách sạn, nhà hàng và các cơ sở kinh doanh ăn uống. Với sự phát triển nhanh chóng như hiện nay, nhà hàng, khách sạn được xây dựng rất nhiều, vì thế nhu cầu tuyển dụng ngành chế biến món ăn cũng rất cao. Bên cạnh đó, việc xuất khẩu lao động ngành chế biến món ăn cũng đang có xu hướng gia tăng, nhất là một số nước Trung Đông. Với việc kiều ở nước ngoài mở nhà hàng và có nhu cầu tuyển người Việt vào làm việc. Các trường đào tạo ngành kỹ thuật chế biến món ăn mà bạn nên biết: Cao đẳng Viễn Đông, Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Cao đẳng Bách nghệ Hà Nội. Trong đó, Trường Cao đẳng Bách nghệ Hà Nội là một trường đào tạo chuyên ngành kỹ thuật chế biến món ăn hàng đầu tại miền Bắc với đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm, tâm huyết với nghề. Trường Cao đẳng Bách nghệ Hà Nội đã và đang đào tạo ra hàng ngàn đầu bếp có tay nghề cao. Điểm mạnh của ngành kỹ thuật chế biến món ăn là được đào tạo bài bản và cam kết đảm bảo việc làm đúng ngành cho sinh viên sau khi tốt nghiệp. Có đội ngũ giảng viên trình độ cao, giàu kinh nghiệm, nhiệt tình và năng động, được học trực tiếp với giảng viên nước ngoài với các môn chuyên ngành. Sinh viên được thực tập trực tiếp đúng ngành của mình đã học. Trên đây là một số thông tin về chuyên ngành chế biến món ăn mà các bạn cần biết. Chúc các bạn có sự lựa chọn thật tốt trong tương lai. Nếu các bạn cần tư vấn thêm về chuyên ngành kỹ thuật chế biến món ăn, vui lòng liên hệ đến hotline của Trường Cao đẳng Bách nghệ Hà Nội hoặc để lại thông tin trong phần bình luận để chúng mình hỗ trợ nhé.